Chào buổi sáng, xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của Kali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta chia sẻ về một cái hài cười nổi lên trong những năm gần đây rất nổi tiếng, đó là Mạc Dần Hòa, một ông chủ của những cái tiệm bún đậu không quý vị ha? Um, à um, tôi còn nhớ ngày mà mạc văn khoa đi uh, thi hài um, lúc mà ra thì uh, trấn thành cười đến mức độ mà nghiêng ngờ với cái độ mà lầy lội của mạc văn khoa và nhất là cái câu nói mà em xấu mà nó xấu đều quá chân cái sự xấu đều nó làm cho người ta lại tỏ sáng trên sân khấu với là cái gương mặt ngố ngố nghỉnh nghỉnh của mạc văn khoa ấy vâng ở tiếng mỹ này có một câu là too ugly become cute too ugly có nghĩa là xấu quá thì bị không khiêu có nghĩa là thì bỗng nhiên sẽ trở thành dễ thương. <laughs> có nhiều cái gương mặt mà nó xấu đều đó quý vị thì nó sẽ trở thành rất là xinh xắn, rất là đẹp. Đó là câu nói của MC Trấn Thành. Vâng kính thưa quý vị, nói về mặt dân khoa thì phải nói rằng là anh chàng này đã thành công trong lĩnh vực hài rất là thành công. Cũng như là vấn đề kinh doanh À, đã mở mấy tiệm bún đậu luôn, món tôm luôn quý vị ha Vào đất Sài Gòn này Mà được thành công như vậy với tuổi trẻ như vậy Thì đáng để cho lớp trẻ để học hỏi Về cách dựng nghiệp như thế nào Cũng như cái con đường nghệ thuật đeo đuổi Mà không ngừng nghỉ phấn đấu từng ngày một Hôm nay thì có một cái tờ báo Thanh niên nói về mặt trang khoa thì Mạc Văn Khoa có nói rằng là um, Dự định là đi xuất khẩu lao động để kiếm sống Thì uh, bất ngờ lại được nổi tiếng um, Như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau Mạc Văn Khoa đã trải lòng Về thở chập chững vào cái uh, nghề đi uh, hài này á Lúc đó thì uh, mặt Văn Khoa định đi xuất khẩu lao động Vì không thể kiếm sống nhờ nghệ thuật trong tập 15 của The Kang Show. Quý vị biết rằng ngày cái những người diễn viên mới hay những người mà mới mới chập chững vào nghề khó sống lắm, tiền lương rất là ít ỏi, cho nên nhiều người đã bỏ nghề để kiếm sống bằng cái nghề khác hoặc đi xuất khẩu lao động. Sau 7 năm theo nghề, Mạc Nhân Khoa cho biết con đường nghệ thuật không phải chỉ là một màu hồng đâu không, như nhiều người đã tưởng tượng. Anh từng sống chật vật thời gian dài vì điều kiện kinh tế hạn hẹp à, khi theo đuổi nghệ thuật. Nghĩ mình có năng khiếu diễn xuất, mặt dân khoa quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh tại Hà Nội. Nhưng anh nhận cú sốc đầu đời à, vì tôi rớt từ vòng gửi xe. Nam diễn viên lúc đó tôi mới nhận ra muốn làm diễn viên phải hội tụ nhiều yếu tố. Tôi không có ngoại hình, giọng nói lại bị ngọng, Tôi thực sự không phải dạng người có năng khiếu lắm Chỉ xung phong diễn hài, diễn kịch ở trường theo cái phong trào mà thôi Sau đó, sau phim lật mật Không bỏ cuộc, anh chuyển vào miền Nam hoạt động Tại Sài Gòn Mặt chân khoa theo học tại sân khấu Trịnh Kim Chi Nhưng anh sớm nản lòng vì cuộc sống bấp bên Sau khi học nửa năm, tôi thấy không đủ thu nhập để mình sống ở sài gòn bố mẹ đã nuôi tôi ăn học thời gian dài rồi nên kinh tế cũng không còn nữa thế là tôi quyết định nghĩ để sang đài loan xuất khẩu lao động tuy nhiên nam diễn viên à, nói rằng đời của anh sang một cái trang khác khi có cơ hội bất ngờ ập đến mặt văn khoa tâm sự vừa tính nghỉ thôi thì à, thông tin về cuộc thi cười xuyên việt thế là tôi đăng ký với lại tâm lý vô cùng thoải mái ở vòng loại tôi được anh đức chấm vớt thi cùng đợt với lại chị lê trang và cuối cùng tôi cố gắng đã đọc được giải nhì chung cuộc từ lúc đấy tôi bắt đầu được nhiều người biết đến và có nhiều công việc hơn dù không có cái lợi thế ở ngoại hình nhưng mặt văn khoa tự tin cho biết nhờ đặc thù ngoại hình đã tạo nên một cái duyên ngầm à, cũng như tôi đã nói rằng chú ugly lý bị không thiếu ai cũng có cái nét đẹp của họ cả phải không việc cho bản thân chính điều này giúp uh, mặt văn khoa tìm được một nửa của mình bà xã của nam diễn viên vốn là khán giả cuộc thi cười xuyên việt chương trình này giúp tôi theo được nghề và giúp tôi có được vợ lúc đấy vợ tôi là khán giả đến xin chụp hình với tôi cô ấy là người đầu tiên xin chụp hình với tôi từ bé đến giờ tôi mới có người đến xin chụp hình với mình cảm giác ấy nó bồi hồi và nó sung sướng làm sao ấy và từ đó họ đã kết bạn với nhau trên mạng xã hội và nảy sinh tình cảm mặt dân khoa dí dỏm nói mối tình của anh đi ngược với lại số đông. Tại sao lại như thế? Chỉ cầu hôn bạn gái sau khi có con. Uhm, anh hài hước bộc bạch với MC Nguyên Khang: Vợ tôi có bầu, chúng tôi mới đi đăng ký kết hôn. Vợ tôi sinh xong, tôi mới cầu hôn. Rồi đi chọn đồ cưới, rồi làm đám cưới. Tôi cũng định làm theo uh, quy trình, nhưng uh, dịch đến mọi thứ đều đảo lộn cả cái này đúng là đi ngược lại số đông không có bị hai người ta cầu hôn rồi sau đó người ta mới kết hôn và có con còn cái này à, có bầu rồi mới đi đăng ký rồi sau đó mới kết hôn <laughs> và mạc Quang khoa tiếp tục nói à, đã có một cuộc sống viên mãn bên vợ con nam diễn viên bày tỏ biết ơn khi một bước Đổi đời, có cuộc sống ổn định à, Sau khi uh, thi cái cuộc uh, Cuộc thi mà cười xuyên Việt đó quý vị Cười xuyên Việt nó cũng uh, đã đem lại cho chúng ta Một vài diễn viên ha quý vị ha Cũng như là ngoài mặt trang khoa ra Thì chúng ta cũng có thấy còn có Lê Trang Cái uh, cô Lê Trang này uh, ngoại hình cũng mũm mỉm, cũng dễ thương à, giọng nói thì khàn khàn à, ca giọng cổ rất hay nha ca giọng cổ hay lắm nha ừ. à, quán quân của cười xuyên việt thì à... chúng ta nhớ có lê dương bảo lâm ừ. phải nói là cái thời đó lúc mà cười xuyên việt chúng ta ngày nè chúng ta cứ theo dõi từng tập từng tập từng tập một không quý vị ham có một cái anh chàng tên là tôi đã quên anh chàng đó là anh người đã tên phúc cũng có cái tài đọc diễn văn rất là hay và có giọng nói giống như là MC Nguyễn Ngọc Ngàn vậy. Ừ. À, ngoài đó tôi còn nhớ ai nữa? Ta chúng ta nhớ ai nữa? À, Trương Thanh Vàng hả? Trương Thanh Vàng á à, Trương Thanh Vàng à, cũng còn hai ba người nữa. Tức à, cũng bây giờ họ cũng à, tán lạng và trói nổi khắp nơi. Nhưng mà lâu lâu thỉnh thoảng mình thấy có một cái à, chương trình ca nhạc nào đó thì họ cũng hội tụ về với nhau để cùng nhau xây dựng một vở kịch hay là một vở hài nào đó cho nó hoành tráng và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về một uh, diễn viên hài uh, Mạc Văn Khoa. Một người đổi đời sang trang nhờ thi vào cuộc thi uh, Cười Xuyên Việt trước khi định đi xuất khẩu lao động đã trở thành người nổi tiếng. Vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Bye bye.